hôm nay em Sơn Lâm lại tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị và các bạn lô đất dãy 4,8 hecta. Và đất dãy chúng ta thì đang được cày lên như thế này, đang xử lý vôi để chuẩn bị trồng chuối của anh chị nhé. Ở cái khu vực này rồi, bắt đầu trồng chuối đây. Và diện tích chúng ta là 4,8 hecta. Đất chúng ta có địa chỉ tại xã Ia Bang, huyện Chư Pờ Rông, tỉnh Gia Lai của anh chị nhé. Đất đỏ ba gian, đất có độ thoải thoải thôi của anh chị nhé. Đấy, trên đất chúng ta thì có hai cái nhà rẫy. Phía trước màn hình của anh chị chúng ta xem đó là một cái nhà rẫy của chúng ta. Và đây cũng là một cái nhà rẫy của chúng ta luôn của anh chị nhé. Và trên đất chúng ta thì có hai cái giếng khoan, nguồn nước thì thoải mái của anh chị. 4,8 hecta. Và từ cái vị trí này chỉ cách đường nhựa liên xã khoảng 700m thôi của anh chị nhé. Chỉ cách đường nhựa liên xã khoảng 700m thôi. Và gia chủ đang gửi em bán cái lô đất này 850 triệu trên 1 hecta của anh chị nhé. Đấy, quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với tài chính của mình, cảm thấy phù hợp với mục đích sử dụng thì liên hệ ngay cho em theo số điện thoại 0822 727 679 ạ. Cũng là số Zalo của em ạ. Đây là cái nguồn nước. Gia chủ có làm một cái hồ nổi đây để bơm vào đây để chúng ta xả ra để tưới hệ thống tự động quý anh chị nhé. Đấy, cái vườn chuối gia chủ đang trồng đấy là làm một cái hệ thống tự động. Và quý anh chị nào cảm thấy phù hợp với cái cây trồng, mục đích sử dụng của mình là đang trồng chuối, quý anh chị nào cảm thấy phù hợp thì chúng ta mua cái sản phẩm này, chúng ta sẽ tiếp tục trồng chuối theo cái khuôn viên này quý anh chị nhé. Đấy, cái đất này thì gia chủ đang xử lý để trồng chuối rồi, bắt đầu trồng được khoảng mấy sào rồi nhé, trồng được mấy sào chuối ở đó rồi. Đất của mình thì đất đỏ ba gian khá là đẹp, xung quanh là dân cư ở khá nhiều quý anh chị nhé. Ở đây thì xung quanh có dân cư ở luôn ạ. Đấy, phía trước màn hình và bên đấy cũng vậy nhé, màn hình ở đây quý anh chị chúng ta có thể xem dân cư ở khá là đông. Và cái lô đất này thì có cái mặt tiền đường đây, cái mặt tiền đường này chắc phải chạy dài đến hơn 200m quý anh chị nhé. Đây ạ, đường này đường tới 5-6m luôn quý anh chị. Đường chúng ta là đường thông hai chiều nhé, đường thông hai chiều. Đây đất mình đây, bạt ngàn mặt tiền đường quý anh chị. Xung quanh dân cư khá đông nhé. Đây xung quanh dân cư đây quý anh chị. Đấy, dân cư khá đông. Với mức giá là 850 triệu trên 1 hecta nhé. Quý anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em nhé. Để tôi đưa quý anh chị đến gặp chủ trực tiếp chúng ta thương lượng quý anh chị. Lô đất này thì khá là đẹp. Đấy, quý anh chị quan tâm thì liên hệ cho em. Bây giờ em cũng xin phép được kết thúc video ở đây ạ.